vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Việt Nam Net. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Thiếu niên cứu hơn 100 người thoát nạn trong vụ khủng bố ở Moscow. Theo hãng tin RT, Islam Khalilov, 15 tuổi là nhân viên bán thời gian tại nhà hát Krokost City Hall ở thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố tối 22 tháng 3 khi mọi người bắt đầu chạy từ thang cuốn vào thang bộ thì em nhận thấy tình huống khẩn cấp đang xảy ra ở thời điểm đó em hành động theo bản năng và sử dụng kiến thức của bản thân về trung tâm hòa nhạc để sắp xếp sơ tán khách tham quan tới một tòa nhà khác trong khu phức hợp crocus Khalilov kể lại những gì bản thân trải qua. Khalilov khi đó đã thông báo cho nhiều người có mặt ở khu tiền sành về một vụ xả súng đang xảy ra và chỉ đường cho mọi người chạy đến khu vực triển lãm. Em chạy phía sau để đảm bảo không bỏ sót một ai. Phải thừa nhận rằng bản thân em khi đó thực sự rất sợ hãi nhưng vẫn cố vận dụng các hướng dẫn sơ tán khách tham quan trong trường hợp khẩn cấp. Có thời điểm em thoáng nhìn thấy một trong những kẻ khủng bố, người này để dâu và mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Anh ta đi lại xung quanh với một khẩu súng tấn công, Khalilov kể. Khalilov sau đó khẳng định rằng không coi bản thân là anh hùng và thấy rằng cậu ta chỉ đang làm đúng một phận. Một nam giới sống cùng gia đình trên tầng 15 của tòa Crocos City Hall vào thời điểm vụ tấn công khủng bố diễn ra, đã vừa bế trên tay đứa con 9 tháng tuổi, vừa cứu được hơn 50 em nhỏ khác khỏi tòa nhà đang bốc cháy. Để giải cứu thành công, Người đàn ông đã tập hợp nhóm trẻ đảm bảo chúng di chuyển ra ngoài một cách bình tĩnh và có trật tự. Vào thời khắc quan trọng, người này thậm chí còn tạm thời giao con cho một người lạ để giành tay phá cửa có rào chắn. Nhờ sự quyết tâm và lòng dũng cảm của ông bố này, những vị khách nhỏ của khu phức hợp đã tránh được thương vong. Gia đình của người anh hùng, bao gồm cả đứa bé được giải cứu, nằm trong số những người cuối cùng rời khỏi tòa nhà. Họ trốn thoát qua ga tàu điện ngầm nằm cạnh Cronkos City Hall. Theo thống kê mới nhất từ các cơ quan an ninh Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Krakow City Hall tới nay đã lên tới 137 trường hợp. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Video từ hiện trường cho thấy những kẻ tấn công nổ súng bên ngoài lối vào phòng hòa nhạc nằm trong tòa nhà được gọi là Pavilion 3. Một số video khác cho thấy chúng cũng nổ súng bên trong nhà hát.